Có ai thấy cái con koala, con gấu trúc nhỏ xíu nằm ở bên kia không? Mình đang ở trong một cái công viên nhỏ, cực kỳ nhỏ ở Adelaide thôi. Nhưng mà lại có những cái động vật hoang dã như là gấu trúc rồi ở trong cái công viên này. Nên là thực sự là rất là thích, rất là thích thú. Để mình zoom to lên cho mấy bạn coi ha. Nhìn cưng lắm. Yeah, you can zoom. Zoom in. Fuck her face. Fuck her face. Mình ở khoảng là 3 mét, cách con gấu trúc 3 mét thôi. Nhưng mà không có dám lại gần nó, ôm nó. Dễ thương quá nhưng mà không có ôm được. Tại vì sợ nó sợ. Với lại nó có móng vuốt dài lắm. Finish.